Khoảng 18 giờ 22 phút ngày 16 tháng 6, hỏa hoạn đã xảy ra tại ngôi nhà trên làm 4 người thiệt mạng. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội, khói đen lan khắp căn nhà cao 6 tầng một tùm. Một số người đang bán hàng từ tầng 1 đến tầng 3 của căn nhà đã nhanh chóng chạy ra ngoài, còn 4 người bị mắc kẹt ở tầng cao. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã phải điều động 12 xe chữa cháy cùng hơn 100 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa nhiều mũi tiến công vây hãm lửa cũng được triển khai. Tuy nhiên, khi đám cháy được khống chế, các lực lượng đã phát hiện 4 thi thể gồm bà NMH sinh năm 1971 và ba cháu nhỏ là NDDS sinh năm 2013, NTA sinh năm 2018, NDK sinh năm 2022. Vì tầng 1 và tầng 2 của ngôi nhà chất kín hàng hóa, gồm sơn, keo, máy bơm, vật liệu xây dựng nên gây khó khăn cho việc thoát nạn và công tác chữa cháy cứu nạn cứu hộ. Theo người dân sinh sống tại đây, bên trong nhà có một hệ thống thang máy và thang bộ, tuy nhiên ở lối thang bộ cũng xếp kín hàng hóa. Vụ cháy này có điểm tương đồng với vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà số 1 hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã cướp đi sinh mạng của 14 người. Theo báo cáo khi đó, căn nhà được xây dựng trên khu đất rộng hơn 200 m2, nằm sâu trong ngõ cách mặt phố khoảng 200 m. Trên khu đất xây nhà 2 tầng một tum và một nhà 3 tầng để gia chủ ở kết hợp cho thuê trọ, phần sân rộng khoảng 55m2 và tầng 1 được dùng để sửa chữa xe điện. Ở nhiều thời điểm, sân và tầng 1 ngôi nhà nhiều xe cộ, bình ắc quy và các dụng cụ sửa xe để kín lối đi liên quan đến vấn đề này ông bùi xuân thái chuyên gia của hiệp hội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ việt nam cho biết phần lớn các nhà ở kết hợp kinh doanh hiện nay đều tận dụng cầu thang mặt tiền nhà hoặc là các tầng thấp làm nơi để hàng hóa ông bùi xuân thái nói việc sắp xếp hàng hóa kín cầu thang tầng nhà vô hình chung đã bịt kín lối thoát nạn sinh tử của nạn nhân cũng theo ông thái người dân cần lưu ý các vấn đề khi xây dựng và bố trí đồ đạc sinh hoạt cần đảm bảo bố trí đủ hai lối thoát nạn gồm cửa ra vào chính và lối thoát nạn khẩn cấp bên trên như lối ra ban công lối lên trên sân thượng hoặc lối lên mái ông nhấn mạnh các hộ dân cần trang bị bình chữa cháy sách tay trong nhà đặt ở nơi thuận tiện dễ thấy dễ lấy và mọi thành viên đều biết sử dụng thanh thạo nếu có điều kiện thì trang bị hệ thống báo cháy sớm thang dây dây hạ chậm mặt nạ phòng khói trong nhà Ông Thái khuyên cáo tuyệt đối không cất chữ hóa chất dễ cháy nổ, không để các hàng hóa vật dụng đồ dùng dễ cháy gần nguồn lửa, nguồn nhiệt. Bố trí đồ đạc vật dụng trong nhà một cách khoa học để không làm cản trở các lối thoát nạn trong nhà. Chiều tối ngày 16 tháng 6, tại ngôi nhà 6 tầng trên phố Định Công Hạ, phương Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, xảy ra vụ hỏa hoạn, nghi có người mắc kẹt bên trong. Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, người dân cùng lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường để tìm cách dập lửa và giải cứu những người mắc kẹt bên trong. Lực lượng chức năng tiếp cận khu vực xảy ra cháy, anh Minh Hoàng 38 tuổi sống tại quận Hoàng Mai cho biết, căn nhà xảy ra hỏa hoạn kinh doanh vật liệu xây dựng, đồ điện nước. Anh Hoàng nói: "Tôi từng nhiều lần đến nhà này để mua hàng, thấy từ tầng 1 đến tầng 3 của căn nhà có rất nhiều đồ điện, nước nên xảy ra cháy rất dễ bén lửa." Đến 21 giờ 20 phút, 5 xe cứu hỏa liên tiếp tiếp cận hiện trường, trong đó có một số xe thang chuyên dụng đến tiếp cận các tầng cao của tòa nhà. Chị Ngọc Linh, 39 tuổi, chú ngõ 208, phố Định Công Hạ, sống gần ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn cho biết, lúc 18 giờ ngày 16 tháng 6, chị nghe thấy tiếng chi hô kêu cứu tại căn nhà 6 tầng ở nhà số 207, phố Định Công Hạ. Sau đó chị Linh chạy ra ngoài mặt phố định công hại kiểm tra thì phát hiện ngôi nhà này đang bốc cháy dữ dội. Chị Linh kể, thời điểm đó khói kèm lửa bốc lên nghi ngút, tôi thấy rất nhiều tiếng kêu cứu, trong đó có cả tiếng trẻ con. Khoảng 10 phút sau có hai người trên mái nhà vẫy tay kêu cứu. Lúc 20 giờ 30 phút, xe cứu thương được điều động đến hiện trường. Một số người dân tại hiện trường cho biết sau khoảng 15 phút xảy ra hỏa hoạn, cảnh sát phòng cháy chữa cháy có mặt để dập lửa. Ghi nhận thời điểm 21 giờ 30, có gần 10 xe cứu hỏa tại hiện trường. Mặc dù lực lượng chức năng liên tục yêu cầu người dân di chuyển khỏi khu vực hiện trường, nhưng hàng trăm người dân hiếu kỳ vẫn tập trung hai bên phố Định Công Hạ để theo dõi vụ việc. Lực lượng chức năng lập rào chắn cách hiện trường khoảng 200m để hạn chế người dân ra vào hiện trường. Các nhân viên y tế tiếp cận khu vực hiện trường. Đến 19 giờ 30 cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế và đến 20 giờ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Đến 23 giờ 10 phút, người thân của nạn nhân khóc thảm thiết khi xe cứu thương rời khỏi hiện trường. Theo Công an Hà Nội, qua tìm kiếm sơ bộ, các lực lượng đã phát hiện 4 thi thể trong căn nhà cháy. Danh tính các nạn nhân tử vong được xác định gồm bà NMH 53 tuổi và ba cháu nhỏ là NDDS 11 tuổi, NTA 6 tuổi và NZK 2 tuổi. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Liên quan tới vụ cháy nhà làm 4 người chết trên phố Định Công Hạ, Hoàng Mai, Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn có văn bản chỉ đạo xử lý khắc phục hậu quả sự việc. Cụ thể, Hà Nội giao giám đốc công an thành phố phối hợp cùng với chủ tịch quận Hoàng Mai và các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, đồng thời làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật nếu có. Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội cùng giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, chủ trì Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai thăm hỏi động viên hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ cháy theo quy định. Đồng thời ông Sơn yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận huyện của thành phố Hà Nội thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy. Những đơn vị liên quan vận động tuyên truyền các hộ gia đình và hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh tự trang bị hệ thống cảnh báo cháy sớm để phòng ngừa sự cố, giảm nguy cơ cháy nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong. Trước đó như đã đưa tin, vào khoảng 18 giờ ngày 16 tháng 6 tại ngôi nhà số 207 tổ 5, phố Định Công Hạ, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã xảy ra vụ cháy nhà 5 tầng khi trời mưa. Thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát từ tầng 4 của ngôi nhà, chỉ trong ít phút, lửa bốc cháy dữ dội, kèm theo khói đen bốc cao nghi ngút bao trùm ngôi nhà. Thời điểm xảy ra cháy trời đổ cơn mưa lớn. Ngôi nhà xảy ra cháy chuyên kinh doanh vật tư điện nước, kim khí tổng hợp, sơn vân vân. Vụ cháy đã khiến 4 người tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là NTH sinh năm 1971, NDDS sinh năm 2013, NZK sinh năm 2022 và NTA sinh năm 2018. Ngày 16 tháng 6, công an Hà Nội thông tin vụ cháy nhà ở phố Định Công Hạ khiến 4 người tử vong, khoảng 18 giờ 22 phút cùng ngày. Trung tâm thông tin chỉ huy công an thành phố nhận tin báo cháy nhà dân khu vực tầng 4 tại số nhà 207 Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai. Ngay khi nhận được thông tin, công an thành phố điều động lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố, công an các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm, cảnh sát 113 công an quận Hoàng Mai, công an phường Định Công với gần 100 cán bộ, chiến sĩ cùng 12 xe chữa cháy, phương tiện chuyên dụng đến hiện trường phối hợp các lực lượng khác của chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy. Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cùng lãnh đạo ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Đến 19 giờ 30 phút đám cháy được khống chế và 20 giờ đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm sơ bộ, các lực lượng phát hiện 4 thi thể. Giám đốc Công an thành phố đang chỉ đạo các đơn vị liên quan, Công an quận Hoàng Mai phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Công an thành phố tham mưu cho thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ngành có liên quan phối hợp ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân, khắc phục hậu quả sau vụ cháy. Theo ghi nhận, vụ cháy nhà xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 16 tháng 6 tại ngôi nhà số 207, tổ 5, phố Định Công Hạ, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát từ tầng 4 của ngôi nhà. Chỉ trong ít phút Lửa bốc cháy dữ dội, kèm theo khói đen bốc cao nghi ngút bao trùm ngôi nhà. Thời điểm xảy ra cháy trời đổ mưa lớn. Ngôi nhà xảy ra cháy chuyên kinh doanh vật tư điện nước, kim khí tổng hợp, sơn. Đến 20 giờ, ngọn lửa dần được khống chế, cảnh sát phòng cháy chữa cháy đang cố gắng tiếp cận bên trong ngôi nhà để cứu người đang bị mắc kẹt. Đến khoảng 21 giờ, một số cáng được lực lượng chức năng đưa vào hiện trường, sau đó xe cứu thương chở nạn nhân rời đi. Nhiều xe cứu hỏa vẫn liên tục ra vào hiện trường phía bên ngoài khu vực gần ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn, một số người cho biết có người thân của họ bị mắc kẹt bên trong. Lực lượng chức năng cũng đã phong tỏa một đoạn dài của con phố định công hạ. Chị NTH ở gần hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra cháy, nhiều người ở dưới tầng 4 đã kịp chạy ra ngoài. Tuy nhiên vẫn còn một số người chạy lên tầng tung kêu cứu. Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có nhiều người, trong đó có cả trẻ em. Một số người mắc kẹt đã được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài an toàn còn một số người vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục giải cứu. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã huy động 6 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sáng ngày 16 tháng 6, Công an tỉnh Bắc Giang thông tin chính thức về vụ cháy ngôi nhà 2 tầng tại số nhà 43, đường Hoàng Hoa Thám, phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang, khiến 3 người tử vong. Theo cơ quan công an, khoảng 3 giờ 41 phút ngày 16 tháng 6, Lửa bùng lên tại khu vực nhà để xe đạp điện tầng 1 của ngôi nhà 2 tầng với diện tích mặt sàn 50 m2. Trong phòng chứa nhiều vật liệu dễ cháy như giường tủ, quần áo, đồ dùng sinh hoạt khiến lửa lan nhanh, sinh ra nhiều khói khí độc. Sau khi nhận được tin báo lúc 3 giờ 49 phút, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bắc Giang huy động 3 xe chữa cháy cùng 40 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến 4 giờ 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Công an tỉnh Bắc Giang xác định có 3 người tử vong, gồm chị Đào Thị Hát, sinh năm 1982, chủ nhà, anh Nguyễn Văn Ngờ, sinh năm 1977, và cháu Lương Anh Nờ, sinh năm 2016. Về tài sản, một xe máy, một máy giặt cùng nhiều đồ đạc sinh hoạt gia đình tại tầng 1 của ngôi nhà bị thiêu rụi. Lực lượng công an tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Thời gian qua, cả nước xảy ra nhiều vụ cháy nhà dân gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Thảm công nhất là vụ cháy nhà trọ trong con ngõ sâu trên đường Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội vào rạng sáng ngày 24 tháng 5. Vụ cháy khiến 14 người tử vong và 3 người bị thương. Hầu hết các nạn nhân tuổi đời còn rất trẻ và là trụ cột gia đình. Hay tại thành phố Hồ Chí Minh hôm 17 tháng 2, ngọn lửa bùng lên dữ dội từ căn nhà 3 tầng trong hẻm đường Cách mạng tháng 8, phường 15, quận 10, khiến 4 người trong cùng một gia đình thiệt mạng.